Xin chào tất cả các bạn, công ty mình chuyên giới thiệu việc làm cho các bạn đi siêu và chuyển việc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn công việc ngày mai sẽ phỏng vấn bên mình vào thứ tư ngày mùng 10 tháng 1 lúc 15 giờ nhé. Công việc đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một quán ăn. Quán ăn thì có địa điểm ở đây Tokyo thì bên mình đang cần tuyển 3 bạn và ở Osaka thì bên mình cần tuyển 1 bạn nhé. Hình thức tuyển dụng ở đây bên mình tuyển nhân viên chính thức và số lượng ở đây là cần 4 bạn. Nội dung công việc ở đây thì tuyển những bạn làm hô rự và làm kitchen. Các bạn làm quán thì chắc là cũng biết những công việc này rồi đúng không? Hô rự thì các bạn sẽ làm những công việc ví dụ như là tiếp khách, tính tiền. Và làm kitchen thì các bạn sẽ làm ở trong quán phục vụ hoặc là rửa bát và dọn dẹp nhé. Thời gian làm việc ở đây thì các bạn sẽ làm việc theo lịch phân công và mức lương ở đây sẽ dao động từ 18 man cho đến 38 man. Và trình độ tiếng Nhật ở đây chỉ yêu cầu hội thoại thông thường thôi. Những bạn có kinh nghiệm làm quán hoặc là những bạn yêu thích công việc làm quán có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình nhé. Ngoài ra bên mình thì tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật đều diễn ra các buổi chuyên sâu cự phe vào lúc 12 giờ và phỏng vấn bên mình thì diễn ra vào lúc 15 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video giới thiệu việc làm tiếp theo.